Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang vừa sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 74 người, bị thương 64 người. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 7,7%, số người chết giảm 27,5%, số người bị thương tăng 11%. Trong đó, tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 5 người, làm bị thương 2 người. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, quyết liệt hành động thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đề ra trong 6 tháng cuối năm, chủ động nắm tình hình, dự báo sớm, chính xác và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, chi tiết, theo phương châm triển khai phải đúng, phải trúng, gắn địa bàn và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện quyết liệt mục tiêu phấn đấu giảm được 6% số vụ, giảm 15% số người chết và 5% số người bị thương. Các địa phương có tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí phải tổ chức họp và đánh giá lại nguyên nhân và quyết tâm kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông. Các địa phương đã giảm được 3 và 2 tiêu chí thì phải quyết tâm giữ vững và kéo giảm. Ngày 6 tháng 8, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quà Lạc, huyện Phú Tân tổ chức lễ khánh thành cầu ranh 3 xã Quà Lạc, Phú Bình và Hiệp Sương. Sáng ngày 6 tháng 8, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quà Lạc, huyện Phú Tân tổ chức lễ khánh thành cầu ranh 3 xã Quà Lạc, Phú Bình và Hiệp Sương. Tham dự lễ có ông Nguyễn Thành Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các nhà hảo tâm, đội thi công và người dân ba xã Quà Lạc, Phú Bình và Hiệp Sương. Cầu ranh 3 xã Quà Lạc, Phú Bình và Hiệp Sương được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 30m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn và có lan can theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Sau 2 tháng xây dựng, cầu hoàn thành và đi vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí tư vấn thiết kế do ngân sách nhà nước hỗ trợ, kinh phí xây dựng do địa phương vận động từ các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài xã đóng góp vật chất lẫn ngày công lao động. Cầu ranh ba xã được hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại ý nghĩa rất quan trọng, vừa đáp ứng mong ước của người dân, vừa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại sản xuất, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện, tạo tiền đề cho sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện và xã đã khen thưởng cho 17 cá nhân đã có thành tích vận động, đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu ranh ba xã. Khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 6 tháng 8, trên đoạn sông Dầm Nao nằm giữa xã Mỹ Hội Đồng, huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sẽ đang va chạm giữa tàu chở hàng và phà chở khách. Vào khoảng thời gian trên, tàu sắt chở hàng của Thái Lan có trọng tải khoảng 5.000 tấn do thuyền trưởng người Thái Lan điều khiển chạy hướng Thuận Giang đến sông Dầm Nao thì sẽ ra va chạm với phà chở khách biển kiểm soát An Giang chạy hướng huyện Phú Tân đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vụ va chạm khiến một xe ô tô tải rơi xuống sông, tài xế bị gãy chân trái được chuyển đi bệnh viện điều trị và hai người bị thương nhẹ. Sau va chạm, phà tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Quà, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.